đề nghị cưỡng chế tháo dỡ 43 căn hộ xây trái phép tại chung cư Oriental Plaza Thành phố Hồ Chí Minh. Khởi tố 4 cán bộ tại Phú Yên cấu kết làm sổ đỏ trái quy định. Cảnh báo chiêu trò thuê căn hộ cao cấp làm sổ hồng giả đã đi bán. Cư dân The Average Infinity giăng băng rôn phản đối chủ đầu tư bán chỗ đậu xe. Câu chuyện tiêu điểm, thấp thỏm bên dòng nằm biệt chờ khu tái định cư. Trong nhà cứ nghe hột 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 thế thì chạy ra coi thì nhà đi hết rồi. Vì trong khi nhà kín lại trong phòng kín. Mở ra thì nước lên rồi mà nhà cửa đi hết tung hết rồi. Khi đây chỉ biết khóc lăn đi lăn lại. 2017 cũng bị này, 2018 cũng bị nước thì cũng dâng cao đi. Một mét đây là không ở được thì rất là nguy hiểm trầm trọng đến tính mạng và con người. Tất cả sẽ có trong bản tin câu chuyện bất động sản ngày hôm nay. Ngân Anh kính chào quý vị. Trước khi chúng ta đến với phần tiêu điểm, Ngân Anh mời quý vị điểm qua một số thông tin nổi bật. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can 4 cán bộ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cấu kết làm sổ đỏ trái quy định pháp luật. Ba đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng bao gồm Phạm Hoàng Huynh, trưởng phòng đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, Nguyễn Bụ, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Trần Hải Âu, cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung, riêng nguyên trưởng khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung, Phạm Trường Kỳ bị khởi tố và cho tại ngoại. Theo cơ quan điều tra thì trong 2 năm 2018 và 2019, bốn đối tượng này đã cấu kết hợp thức hóa đất quản lý chung của nhà nước thành đất có chủ sở hữu cá nhân. Qua đó, phần đất được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị, tổng diện tích là hơn 13.350 m². Vụ hô biến đất này là vụ được mở rộng từ vụ án sai phạm cho chuyển mục đích sử dụng đất hơn 1.150 hồ sơ từ đất lúa, đất trồng cây hàng năm sang đất ở đô thị và đất ở nông thôn xảy ra tại thị xã Đông Hòa. Một hành vi chiếm đoạt tài sản tinh vi vừa được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội chỉ ra. Đó là thuê căn hộ cao cấp rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay còn gọi là sổ hồng rồi mang đi bán cho người khác. Sau đây là một trường hợp xảy ra tại Hà Nội. Đó là trường hợp lừa đảo của Lê Mai Hương, thường trú tại phường Hòa Trung, quận Cầu Giấy, là giả sổ hồng căn hộ chung cư bán cho chị Lưu Huyền Phi ở Hà Nội với giá là 4,2 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, từ năm 2019 đến đầu năm 2020, bà Hương vay của chị Lưu Huyền Phi số tiền là 1 tỷ đồng. Do không có khả năng trả khoản vay, Hương nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi thuê lại căn chung cư số 3505 để ở với số tiền là 330 triệu đồng, Hương đã lên mạng đặt làm sổ hồng giả mang tên mình và chồng mình là Nguyễn Văn Bình với số tiền là 700.000 đồng để lừa đảo. Đến khi chị Phi trực tiếp đến căn hộ kiểm tra thì mới biết đây là sổ hồng giả. Theo quyết định số 1611 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư Sơn Thuận đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp tại khu căn hộ trung tâm thương mại Đông Phương, tên thương mại là Oriental Plaza. Với sai phạm này, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị ban hành quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty cổ phần đầu tư Sơn Thuận. Sở Xây dựng thành phố có nhận quyết định số 1611 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể quyết định buộc khôi phục tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, dù đã kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và đã hết thời gian thực hiện quyết định, công ty cổ phần đầu tư Sơn Thuận chưa chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt hành chính cũng như khắc phục hậu quả như yêu cầu. Do đó, Sở Xây dựng thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở đối với công ty Sơn Thuận. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua hàng chục cư dân của dự án chung cư cao cấp The Average Infinity tại quận 5 đã căng băng rôn trên nhiều chiếc xe rồi đậu kín chung cư. Theo phản ánh của cư dân, từ giữa năm 2017, cư dân được chủ đầu tư cho thuê chỗ đậu xe ô tô với mức phí là 2,2 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, ban quản lý chung cư bất ngờ thông báo ngưng cho thuê, yêu cầu cư dân tìm chỗ đậu xe bên ngoài. Sau đó, công ty Phát Đạt thông báo bán 155 chỗ đậu xe với giá là 500 triệu đồng một chỗ, có diện tích từ 10,8 đến 12,5 m², chưa bao gồm 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì. Trong khi cư dân cho rằng việc rao bán chỗ đậu xe như thế là bất hợp lý, thì chủ đầu tư công ty Phát Đạt khẳng định phần diện tích đậu xe ô tô là tài sản riêng của chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư và cư dân vẫn chưa có sự đồng thuận.
Nằm trong diện di dời khẩn cấp nhưng đến nay 33 hộ dân thuộc bản Mường Phú và Mường Biệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, sống ven theo dòng sông Nậm Biệt vẫn chưa được di dời. Trong khi đó, khu tái định cư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư năm 2019 đến nay vẫn chưa thực hiện do thiếu vốn. Bản Mường Phú và Mường Biệt, xã Thông Thụ, nằm dưới chân núi biên giới Việt Lào, dọc theo dòng sông Nậm Biệt. Trong đó, khu vực sạt lở có hơn 100 hộ dân sinh sống. Đặc biệt, có 33 hộ nằm trong khu vực sạt lở nghiêm trọng. Nên từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã đưa những hộ này vào diện di dời khẩn cấp. Những trận lũ quét năm 2017 và 2018 đã khiến nhiều tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi. Gần 10 ngôi nhà của người dân bị sạt lở, trong đó có những ngôi nhà sập hoàn toàn, không thể ở được nên người dân đã bỏ đi nơi khác. Lúc về khi lớp chỉ cứ tưởng là cái cành cây ở bên trước nhà nó là kiểu giống như cái chi về trong nhà, cứ nghe hột 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 thế thì chạy ra coi thì nhà đi hết rồi. Vì trong cái nhà kín lại trong phòng kín đó. Mở ra thì nước lên rồi mà nhà cửa đi hết tung hết rồi, khi lớp chỉ biết khóc lăn đi lăn lại. Bình thường thì không việc chi như đến ở mùa mưa lũ đến như năm 2017 đến 2018 à. 2017 cũng bị này, 2018 cũng bị nước thì cũng dâng cao đi 1 mét đây được, không ở được thì rất nguy hiểm trầm trọng đến tính mạng và con người. Từ năm 2017, huyện Quế Phong đã đưa 33 hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao vào diện di dời khẩn cấp, nhiều lần báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét giải quyết. Năm 2019, tỉnh đồng ý phê duyệt và địa điểm xây dựng là khu tái định cư Bù Sai Cang 2, bản Mường Biệt, xã Thông Thụ. Đây là địa điểm xây tái định cư cũ của Thủy điện Hủa Na, xây dựng từ năm 2012 bị bỏ dở vì dân không đến ở do thiếu nhiều điều kiện thiết yếu như đất sản xuất, nước sinh hoạt. Là đồng bào có mong muốn là sớm có cuộc sống ổn định và di dời đến cái vùng an toàn để có đời sống ổn định cho cái việc sinh sống và sản xuất. Ở đây là hiện tại thì dự án thì đã được phê duyệt, tuy nhiên là đang còn khó khăn về mặt vốn để thực hiện cái dự án đó. Nguồn vốn của dự án tái định cư gần 15 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 50%, còn lại là ngân sách của tỉnh. Thế nhưng từ khi phê duyệt đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai do thiếu nguồn vốn. Và trong khi chờ đợi dự án tái định cư, người dân hai bản Mường Phú và Mường Biệt, xã Thông Thụ, sống ven dòng sông Nậm Biệt với nỗi lo thấp thỏm khi mùa mưa bão đang về. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin câu chuyện bất động sản trên kênh FBNC ngày hôm nay. Ngân Anh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin sau.